Hello chào các bác. Hôm nay em có con súp kép EX218. Công suất max là 3.608 ohm và công suất pô max của nó là trung bình 1.800. Nhưng mà kinh khủng luôn. Thông số này chỉ là thông số rất là đơn giản của nó thôi, nhưng các bác xem đến loa thì các bác mới biết được. Con này nó đánh còn gấu hơn con Fighter 3.600W của bác luôn. Đây là con súp kép của bác nhá. Rất là to, sâu. Đấy. DRE. Đây là xuyên tháo cho các bác xem. Đây là mặt lưới của nó các bác nhá. Mặt lưới nó rất là xịn luôn. DRE. Nhìn cái quả ba để chắc các bác. Cái này mua cưa là làm súp hơi thì ngon, à súp đơn thì ngon. Các bác nhìn thấy nó có ghê không? À, đầu tiên cái loa trước đây là carbon xịn các bạn, cái màng này là màng bằng carbon xịn. Carbon xịn nhá, không phải như carbon nhái có cái con loa đẻo đâu. Thứ hai, các bác bảo con này từ 300 cho. Ga của em là 24 vân rồi này. Từ này là từ 300. Côn 150. Bạo lực luôn. Đây côn ở đây, các bác nhìn côn này. Côn này nó phải rút đầu vừa luôn. Nó sợ nó đuôn cái côn nữa này. Nhìn cái côn ở trong cả cái côn này nhìn nó khác một giỏi một vực luôn các bạn ạ. Thấy nhá, côn nó chỉ còn đây, nó chỉ còn 4 nước sáu thôi. Côn 150 nó kinh khủng luôn. 15 cân bằng cái loa bát 15 các bạn ạ. Côn này bằng cái loa bát 15. Đây các bạn nhìn cái dây đồng này này. Kinh khủng, sợ cái loa. Bác nào đến nhà em thì đừng bảo là nhà có vẫn nhỏ lắm đấy chú nhá. Em bật là hơi to đấy vì em đang đánh nó kìa. Đây. Em đang đánh nó đây. Hàng xóm vừa kêu rồi. Bây giờ em đang đánh con đẩy có 800W thôi, một kênh thôi. Em đang bật nhỏ mà, bật gọi là bật thử thôi. Chứ đẩy này thì con loa này thì các bác cứ phải cái đẩy cỡ khoảng tầm 2.800 ohm dở ra đánh nó mới thoải mái các bác nhá. Vì con này là công suất trung bình của nó là 1.800W rồi mà. Nhìn cái loa nó bác sợ luôn. Đây là carbon xịn các bác nhá, không phải là carbon đẻo như kiểu mấy con loa đẻo đâu. Loa đẻo là cái loa bác mua trên thị trường có carbon đẻo thôi, chứ nó carbon xịn. Và cái loa này nó rất là mới. DRE em vừa nhìn thấy số của nó là tháng đây là năm 2019 đấy này. Như kiểu là cái như cái nồi cơm điện. Nhìn là nó ác thật. Cái này em nghĩ là chắc cũng chả phải test làm gì nữa vì quá kinh khủng. Cái này nếu bác nào mua thì liên hệ với em nhá. Và cái này chỉ mua ở quanh quanh khu vực quanh khu em thôi, miền Bắc quanh quanh chỗ em thôi. Chứ xa con này vận chuyển nặng lắm, con này khoảng 1 tạ một quả. Và con này khoảng tầm 40 triệu một cặp các bác nhá. 20 triệu một chiếc này. Con này gấu hơn cả con Phai Tổ. Gấu hơn cả loa Phai Tổ luôn. Phai Tổ các bác bây giờ mua 27-28 triệu rồi. Con này gấu hơn Phai Tổ rất là nhiều. Mà đánh công suất nó đỡ tốn công suất hơn là con Phai Tổ. Các bác đừng nghĩ bảo là cứ phải là phải đẩy thật lớn thật khủng. Đây, em dùng con đẩy có 800W một kênh em đánh nó luôn. Này. Này đánh súp này. Này. Lập dập luôn. Rất là khỏe đánh nó mới sướng được. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đây là một video review rất là nhanh của súp này.